đắt lòng. Đời đã ban cho bạn đường là tay súng mến yêu tôi thủy chung. Đi đánh trận trăm miền, miền xa thân xa, xin mến chào các bác. Ngày hôm nay thì xin giới thiệu các bác một cái bộ karaoke mà giá thành nó cũng hợp lý mà toàn sử dụng những hàng chất thôi. Thì ở đây trước mắt quý vị các bạn là một đôi loa Bucky House với mã sản phẩm là Bucky Box. Dòng này thì nó màu trắng. Ở bên cửa hàng có những dòng Bucky House và bên thùng của nó màu đen nữa các bác nhé. Thì nó có hai màu. Và một chiếc cú đẩy CF với mã XA12 và một chiếc vang Teleotic T6 Pro. Chọn bộ karaoke nó rơi vào tổng khoảng 9 triệu nhé, 9 triệu chưa có mic. Đấy thì nói chung là với giá thành nó rất là hợp lý và chất âm thì rất là hay. Các bác có thể thả thoải mái hát karaoke cũng như nghe nhạc. Dòng này thì tiếng trống đánh rất là sâu, đánh rất là sâu và nghe nhạc thì rất là chi tiết. Đôi loa này nó sử dụng hai trung cao, 4 check và một bát siêu trầm, bát 25. Như vậy thì quý vị các bạn có thể là sử dụng hát karaoke nó rất là hay. Đấy, với những cái dòng loa full thì chúng ta nếu các bác nhiều bác khó tính là nghe, muốn là nghe có nhiều cái âm trầm thì nhiều bác lại phải dùng thêm súp hơi, súp điện. Thì đối với dòng loa Bucky House này thì các bác chỉ cần dùng một đôi này, không cần dùng súp nữa nhé. Thì đánh ở trong không gian gia đình vừa phải thì các bác chơi rất là hay. Ở đây thì tiện là test cho anh Nguyễn Văn Khéo, địa chỉ ở hẻm 18 đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Thì anh có lấy một chiếc đẩy và đôi loa thì tiện là test luôn cho anh, cũng tiện là giới thiệu toàn thể quý vị các bạn với bộ karaoke giá rẻ và chất âm cực kỳ là hay. Với giá thành nó dưới 10 triệu nhé, dưới 10 triệu bộ karaoke này thì ở đây thì các bác sử dụng là một chiếc đẩy CF này với mã là XA12F, công suất của nó 500W một kênh. Dòng này chất âm rất là hay các nhé, chất âm rất là hay. CF là một thương hiệu của Mỹ, hàng này đẩy bãi như các bác có thể nhìn thấy thì nó gần như là không thua đẩy mới chút nào các nhé. Hàng này thì em hàng thừa rồi, nói chung là hàng đẩy tuyển chọn rất là kỹ. Đây là các bác có là những chiếc cục đẩy nó đẹp. Hàng này, chiếc cục đẩy này thì nó có chế độ đánh, ba chế độ đánh Sitte này. Các bác ở chế độ đằng sau nó có ba chế độ Sitte, Brainel, Brain và nó có báo nhiệt độ trên màn hình này. Đồng nghĩa là hai cái volume điều chỉnh hai kênh, mặt nó làm phay nhôm rất là đẹp, dày dặn. Với ghép với những chiếc vang huyền thoại, dòng vang này thì chất âm nó có 1,9 triệu nhưng mà chất âm nó vượt xa đối thủ. Với những chiếc vang tầm 2,5 triệu, 2,7 triệu không ăn lại được các bác nhé. Dòng vang này chất âm rất là hay. Đấy, chất âm rất là hay. Và nó có cổng quang, kết nối với tivi. Đôi loa này thì đã cũng có những cái nội thất để mở cho các bác nghe rồi. Chất âm nó cực kỳ là hay luôn. Chất âm rất là hay. Và nó sử dụng nó sử dụng bát loa, bát siêu trầm và nó có nhiều check cũng như 4 check này, hai chung. Nói chung là với dòng loa này thì các bác nghe nhạc rất là hay, cũng như hát karaoke, dòng loa đa hướng. Ở đây các bác để ý là trước này nó sẽ có một chung một check hay là sau thêm một check nữa các nhá. Thì đôi loa này thì giá chỉ có 4 triệu thôi. Đấy, bởi vì trước thì đôi loa này 4,5 triệu. Đấy, nhưng mà bây giờ bao ship được bác có 4 triệu thì cái đôi loa này thì đôi cuối thì nó sát sát một chút các nhá, sát sát một chút nhỏ nhỏ này. Đấy, thì bán rẻ cho anh. Còn ví dụ những cái dòng loa Bucky House màu đen thì cửa hàng thì có nhiều và nó sẽ cũng rất là đẹp các nhá, đẹp và giá thành cũng chỉ là 4 triệu thôi các nhá. 4 triệu nói chung là rất là rẻ. Thì với những đôi Bucky House màu đen đây. À này, những đôi màu đen này thì rất là đẹp các nhá, rất là đẹp. Đấy. Những cái đôi đấy thì các bác lấy thì cũng để cho bác 4 triệu, giá rất rẻ. Còn bác đây là để cho anh đôi màu trắng này, đôi này trước bán 4,5 triệu, 5 triệu. Nói chung là có những cửa hàng các bác mua đôi này có thể chênh đến 2 triệu đôi loa có nhá, có những cửa hàng bán 6 triệu. Đấy, trước em bán 4,5 triệu đôi này cả ship. Đấy, thì hôm nay để cho anh Nguyễn Văn Khéo là giá là 4 triệu. Đấy, 4 triệu cho đầm rất là hay. Dòng này thì alo thử tiếng mic cho bác nghe. Đối với karaoke gia đình thì các bác sử dụng dòng loa này thì nó đầy đủ các giải thôi nhé. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 139 140 141 142 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 201 202 202 202 202 202
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Thì các bác đặt hàng, các bác chỉ cần liên hệ số máy cửa hàng theo số máy 0385 2228 và các bác sẽ được kiểm tra hàng trước thanh toán các bác nhé. Thì ngày hôm nay thì xin giới thiệu các bác cái bộ karaoke giá nó rẻ các bác nhé, giá rẻ nó chất âm hay. Xin giới thiệu toàn thể các bác, xem kết thúc video ở đây, thân ái cho tất cả các bác nhé.